pháp của Delphine English. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chủ đề hết sức thú vị, đó là chia động từ trong tiếng Anh, verb conjugation in English. Dạng bài tập chia động từ là một dạng bài tập hết sức phổ biến với bất cứ ai học ngoại ngữ và hầu như trong bài kiểm tra nào cũng phải có ít nhất một bài tập chia động từ. Thế nhưng chia động từ là gì thì không phải ai cũng đã hiểu rõ. Trước khi đi vào một loạt clip hướng dẫn chia động từ ở các thời khác nhau trong tiếng Anh, thì Delphine mời bạn cùng tìm hiểu những khái niệm cơ bản nhất về chia động từ. Trong bài học này, chúng ta sẽ làm quen với 6 khái niệm cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh, đó là ngôi, person, số, number, thời hay thì, tense, thể, aspect, thức, mood, và cuối cùng là dạng, voice. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về động từ trong tiếng Anh đã. Động từ trong tiếng Anh tồn tại trước hết là ở dạng nguyên thể, hay còn gọi là base form. Ví dụ, ta có động từ read, đọc, eat, ăn, hay sleep, ngủ. Khi chia động từ, có nghĩa là ta biến đổi dạng của động từ để cung cấp các thông tin về ngữ pháp, về ngôi, số, thời, thể, thức và dạng. Ví dụ, một câu rất đơn giản thôi. I am reading. Khi động từ read này đã được chia theo ngôi thứ nhất, số ít, thời hiện tại, thể tiếp diễn, thức là câu trần thuật và dạng là câu chủ động. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa động từ trong tiếng Việt và trong tiếng Anh. Những thông tin như vậy trong tiếng Việt sẽ không được biểu thị bởi bản thân động từ mà được thể hiện qua các trợ từ khác. Để biểu thị thông tin về thời, trong tiếng Việt, nếu muốn thể hiện nghĩa quá khứ, chúng ta sẽ dùng từ đã, và nếu muốn thể hiện nghĩa tương lai, chúng ta sẽ dùng từ sẽ. Ví dụ, tôi đã gặp anh ấy, tôi sẽ gặp anh ấy. Thông tin về thể chẳng hạn, nếu chúng ta muốn thể hiện nghĩa là tiếp diễn, thì chúng ta sẽ dùng từ đang. Nếu thể hiện nghĩa đã hoàn thành, thì chúng ta sẽ dùng từ rồi hoặc xong rồi. Ví dụ ta nói, tôi đang ăn, hay tôi ăn xong rồi. Động từ trong tiếng Việt hoàn toàn không có sự biến đổi. Còn ngược lại, trong tiếng Anh thì bản thân động từ sẽ biến đổi, giống như là một chú tắc kè hoa để phù hợp với những ngữ cảnh và thể hiện những thông tin về ngôi, số, thời, thể, thức, dạng mà chúng ta đã nói đến. Khái niệm đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu là khái niệm ngôi, person, hay còn được biết đến với các tên là đại từ nhân xưng. Trong tiếng Anh có 3 ngôi. Ngôi thứ nhất, first person, dùng để chỉ người đang nói, thì chúng ta có 2 đại từ nhân xưng tương ứng là I và we. Ngôi thứ hai, second person, dùng để chỉ người đang giao tiếp với mình, thì chúng ta có 1 đại từ nhân xưng là you. Ngôi thứ ba, third person, dùng để chỉ một đối tượng thứ ba được nói đến giữa hai người đang giao tiếp, thì chúng ta có 4 đại từ nhân xưng là he, she, it và they. Sang đến khái niệm thứ hai là số, thì chỉ có số ít và số nhiều mà thôi. Ví dụ, trong ngôi thứ nhất, chúng ta có 2 đại từ nhân xưng, thì I là số ít, tôi, và we là số nhiều, chúng ta. Trong ngôi thứ hai thì chúng ta số ít và số nhiều đều chỉ có 1 đại từ nhân xưng là you, bạn hoặc các bạn. Ngôi thứ ba, third person, thì chúng ta có 3 đại từ nhân xưng số ít là he, anh ấy, she, cô ấy và it, nó, và chỉ có 1 đại từ nhân xưng số nhiều là they, bọn họ. Các chủ ngữ nếu không phải là đại từ nhân xưng thì đều có thể quy về các đại từ nhân xưng số ít hoặc số nhiều này. Ví dụ trong câu The birds are singing in the trees, lũ chim đang hót trong lùm cây, thì chủ ngữ the birds có thể quy về ngôi thứ ba số nhiều là they. They are singing in the trees. Trong câu John is speaking thì chủ ngữ John là nam giới, nên chúng ta cũng có thể quy về ngôi thứ ba số ít là he. He is speaking.
Nếu bạn nào vẫn còn chưa tự tin với việc chuyển đổi chủ ngữ từ danh từ sang đại từ nhân xưng thì các bạn làm một bài tập trong phần mô tả của clip này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hai khái niệm có liên quan mật thiết với nhau là thời, tense, và aspect, thể. Chúng ta vẫn quen nói là tiếng Anh có 12 thời, nhưng nói như vậy thì không chính xác. Trong tiếng Anh, ta có thể nói có 3 thời là thời hiện tại, quá khứ và tương lai, và có 4 thể là thể đơn giản, simple, thể tiếp diễn, progressive, thể hoàn thành, perfect, và thể hoàn thành tiếp diễn, perfect progressive. Khi ta kết hợp 3 thời và 4 thể này với nhau thì ta sẽ có được 12 thời mà chúng ta vẫn hay quen thuộc trong tiếng Anh. Các bạn cùng nhìn vào bảng để chúng ta nhớ lại 12 thời này là gì nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang khái niệm thứ 5 là khái niệm về thức, mood. Thức chính là thông tin cho ta biết mục đích sử dụng của câu. Ví dụ, ta có thể có thức trần thuật, stative mood, hay thức nghi vấn dành cho câu hỏi, interrogative mood. Hoặc chúng ta có thức giả định, điều kiện như trong câu What would you do if you were a millionaire? Khái niệm cuối cùng mà chúng ta nói đến trong bài học hôm nay là khái niệm dạng hay voice. Các bạn cũng đã làm quen với khái niệm này rồi. Trong tiếng Anh, chúng ta có hai dạng là active voice, dạng chủ động, và passive voice, dạng bị động. Câu ví dụ của dạng chủ động là My mom takes care of the pets. Hoặc dạng bị động thì ta có The pets are taken care of by my mom. Vậy, tóm tắt lại nhé. Động từ trong tiếng Anh sẽ được chia để phù hợp với 6 khái niệm. Một là ngôi, person. Hai là số, number. Ba là thời, tense. Bốn là thể, aspect. Năm là thức, mood. Và sáu là dạng, voice. Các bạn hãy ghi nhớ 6 khái niệm này bởi vì chúng ta sẽ còn đề cập đến chúng trong các clip tiếp theo khi chúng ta tìm hiểu về cách chia động từ của từng thời cụ thể. Bài học đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học lần sau.